Ok, hồi lên em, hôm nay chúng ta lại thử một game mới. Game có tên là Nightingale, một con game đã ra mắt tương đối lâu rồi nhưng hôm nay tôi mới có thời gian thử qua lại. Thử qua một lần nữa thì chính xác hơn. Lúc lần đầu tôi chơi á, là trong cái bản Claw Beta, lần thứ hai tôi chơi thì trong cái bản mà mới ra mắt Early Access. Lúc đó thì con game không được như mong đợi lắm, nhưng mà hôm nay chơi lại thì tí nữa vào game tôi sẽ giải thích sau. Nightingale là một cái con game mà chủ đề sinh tồn thế giới mở, nó tương tự như cái con Soulmax mà tôi chơi trên kênh vậy đó. Nhưng mà con game là Ensogate. Thì đây, Ensogate là lần trước tôi chơi đây, sinh tồn thế giới mở Ensogate nè. Thì nó cũng tương tự như cái chủ đề như thế này. Vẫn là phiêu du trong một thế giới nào đó. Rồi sinh tồn, chống chọi lại với mà quái thú, rồi xây dựng nhà cửa. Hầu hết là như vậy. Nay thì chúng ta thử qua con game này mới. Còn thực ra thì nói mới thì cũng không chính xác lắm, nó ra mắt khá lâu rồi. Nhưng mà bây giờ nói mới thì cũng không có sai đâu. Tí nữa thì vào game tôi sẽ giải thích sau cái thông tin này. Bây giờ là phần tạo nhân vật. Cái này nhân vật mặc định nè. Bấm vào đâu nữa ta? Bước 1, chào mừng đến Nightingale. Bây giờ mình sẽ chọn cơ bản. Đây. Nhân vật trong này thì khá là đa dạng chủ đề luôn. Body bây giờ là không giới tính nam nữ, body ABC không à. Ủa? À, trời ơi nhìn tướng đồ nè. Thôi 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 thôi. Mình woman mà. Đây woman đấy. Rồi. Nhân vật thì có khá nhiều đó nhưng mà tôi không thấy cái nào ưng mắt cả. Style này nó hướng đến châu Âu thì cổ cổ này đi ha, cũng đỡ. Game này đồ họa nó cũng tương đối trung bình thôi. Anh em nhìn khi mà tôi xoay qua nè, anh em thấy cái tóc nó chán không? Tôi xoay qua là cái tóc này nó đâm vô trong da, nó lòi ra luôn. Đây cũng gì nữa nè. Nên thiết kế cái kiểu này thì nhìn nó hơi gần gần tí đó. Bây giờ chúng ta có thể xét luôn độ tuổi trong game. Độ tuổi nó ảnh hưởng đến năm sinh nữa. Tháng 7 1858, ok, đại đi. Giọng nói, ok luôn. Cái này là gia phả hả? Ghen đúng. Trời ơi, ghen ra nguyên một cái gia tộc của mình luôn nè. Anh em nhìn thấy không? Rồi, ok, cái này chắc chọn là giống ai thôi. Bước 2, đây là chỉnh sửa những cái như màu da, màu tóc, rồi make up, rồi nhiều thứ nữa. Thôi mấy cái này thì ok hết đi. Đầu, tóc, mũi. Tóc đâu, tóc đâu, tóc chọn màu được không? Đây, tôi cho nó màu sáng lên, thật là sáng rực rỡ luôn. Bước 3 thì cái này chọn cái chế độ này, nhân vật này thì online. Nói về cái chuyện online á, thì lúc trước con game này nó bắt buộc anh em phải online chơi luôn. Thì bây giờ dev đã ra phiên bản offline rồi. Hồi xưa chơi là dạng như một cái server chung của Fanworld hay là AGK nữa, anh em sẽ nhét vô cùng với những người khác, rất là khó chịu. Nhưng mà bây giờ thì nó đã đỡ hơn, mình có thể chơi offline một mình một thế giới. Cái này là cái outfit, con game này nói về cái thời trang á, họ làm cũng rất là chi tiết chỉnh chu nha. Anh em nhìn những cái thời trang trong này họ thiết kế rất là chi tiết luôn. Tất nhiên là cái này là phần tạo hình thôi, vào trong game thì chúng ta sẽ nhiều lựa chọn hơn. Cái này giống cái công nhân hồi xưa tôi xem mấy cái phim mà bên châu Âu hồi cổ cổ nè. Thế kỷ 17, 18, 18, 19 thôi. Cái này là bộ trang phục này cũng khá tương đối lịch lãm, na ná xì lúc hôm ha. Cái này giống mà đi mấy cái giờ lễ hội dự tiệc rồi. Rồi đúng luôn. Cái này làm hiệu ứng vật lý quá mạnh đây nè. Cái này giống mà quý tộc hơn rồi đó. Cái này giống sĩ quan. Cái này làm dạ hội rồi. Nhưng mà bên này, trời ơi, giống pháp sư hơn á. Cái này là không có đồ luôn. Tôi nghĩ chơi cái bộ này đi cho đơn giản, nó mang tính mạo hiểm phiêu lưu hơn. Anh em nhìn có đôi bốt nữa nè. Cái này thì cái bộ điểm khởi đầu, hồi phục một tí stamina sau khi giết quái vật, hồi tí máu. Vui đơ gì đó, pháp thuật gì đó, hồi phục á. Rồi chơi thử cái này đi. Rồi bây giờ bấm vô đâu nữa ta? Đây đây đây, bài nổ đây. Tên nhân vật, đáy xã hội. Before time itself, the realms have existed. Born of curiosity, we opened the Chúng first ta đã mở cánh gateway cổng to đầu our tiên. endless feywilds. Game này thì nói về những cánh cổng rất là nhiều, Nightingale mà. The Fae have long since aided man in harnessing that which we live and breathe. Magic. Tolerance was known,
until your grasp extended reach. Greed, in the face of power, saw your world caught in ruin. And out flowed the pale, swallowing all in its path. Rồi mở cánh cổng ra, xong rồi cuối cùng là học được ma thuật. Chính cái ma thuật đó thì tận diệt thế giới chúng ta thôi. Only to be severed from assistance as the pathway between realms collapsed. Cốt truyện thì nó cũng tương đối đơn giản, dẫn theo cái chủ đề rất là quen thuộc. Perhaps not all is lost. Hầu hết là sụp đổ rồi, nhưng mà Nightingale bây giờ vẫn là chu vững trong một cái hành trì bất bại. Progress and enlightenment, humanity's final beacon. Nhìn đẹp quá ha. Nó kể chuyện bằng những cái ảnh tĩnh nhưng mà nó mang cái nét động nhẹ nhẹ như thế này nè. Nhìn cũng đủ sức cuốn. Gương gặm, sa mạc, đại dương. Rồi nhân loại bây giờ hơi thấp thì chắc chúng ta trong vai người được chọn hay là một cái kẻ may mắn nào đó. Lại cái hành trình đi cứu vớt thế giới. Cũng được thì theo. Lên ta này thì sẽ giúp mình di chuyển ở mà nhanh hơn, dạng như phách cho bồ. Đứng game hả gì trời, đừng có gáp nha anh ơi. Máy em yếu lắm nên con game này lê lết ở mức ba mấy đến là 60 mấy FPS là hết cỡ à. Game này thực sự đồ họa nó không có làm đẹp lắm. Nó lạm dụng cái ánh sáng rất là nhiều. Cái yếu tố lumen trong những cái dòng game in game in đi á. In now game, con game này thì nó đề cập rất là nhiều đến những cái thẻ bài như thế này. Mỗi cái thẻ lá thẻ bài như thế này chúng ta có thể kết hợp với nhau mở ra một cái thế giới mới. Như bây giờ đây là một cái vùng đất chưa biết đến, nó có cấp bậc là không. À đây, chúng ta đang phiêu lưu đến cái vùng đất như thế này. Nhìn kỹ mấy cái upset nó thì nó làm quá chi tiết đi. Mấy cái bụi bặm nè, test UG thì tạm ổn đó. Game này nó cũng tương đối nặng nha, máy tôi nó yếu lắm nên để đồ họa ở mức là trung bình cao thôi chứ không dám u cha u bọng gì hết. Quá nhiều chữ đi. Fergie bây giờ đã toan rồi. 589. Cái thời này thì vẫn còn cái công nghệ hơi nước, ba cái sắt thép thì vẫn được mà làm lại chưa biết chi tiết kiểm chu. Này cái gì đây? Center dạng như linh hồn vậy đó. Hồi trước tôi chơi cái bản mà demo test á thì cái này nó điểm cái mà điểm linh hồn nó gần như là để nâng cấp vậy. Game này nó đã ra mắt khá lâu rồi nhưng mà nói cũ thì cũng không chính xác là cũ, vài tháng thôi, mà nói mới thì cũng có vẻ đúng hơn. Tại vì lúc mới ra mắt thì con game này bị chê khá là nhiều luôn, đánh giá tương đối là tiêu cực trên Steam. Thì dev cũng biết lắng nghe, biết lựa chọn rất là nhiều. Sau này chắc lòng rất là nhiều tháng, rất là nhiều thông tin thì sau nhiều tháng á, dev cũng đã phát hành một cái bản beat update, là cái bản tôi đang chơi nè, gọi là beat update chính xác luôn. Nó thay đổi rất nhiều cơ chế trong game, từ cái điểm kỹ năng cho tới cơ chế xây dựng, xây nhà, học tập gì đó, hành động rồi di chuyển gì rất nhiều thứ. Thậm chí nguyên cái độ mở đầu Google này dev cũng làm lại rất là nhiều. Đây của tôi thấy là khác biệt hoàn toàn với cái lần đầu tôi chơi. Thì đây cũng là cái điểm cộng cho dev đó. Tuy nhiên cái điểm trừ đó là vẫn còn rất nhiều sạn trong game này. Thì tí nữa chơi đến đâu thì tôi phát hiện thì sẽ bàn cái vấn đề đó. Tính ra thì dev cũng biết lắng nghe người dùng nên thay đổi khá nhiều, hướng đến cái dòng game sinh tồn thế giới mở đó. Nhưng mà cái chủ đề này nó rất là mông lung luôn. Hả? Mình có nguyên bộ quần áo nè. Cái này nó sẽ hồi cho mình 10 máu trên phút. Cái gì mới bay qua chứ trời. Ý giật cái mình như game kinh dị vậy đó. À quần áo là nó mặc sẵn cho mình luôn. Cái này là số 11 này là cấp bậc đúng không? Tay không, nó chỉ tăng 5 máu tối đa thôi. Bộ đồ này được cái đẹp. Ngoài cái đẹp ra thì không có gì. Anh em nhìn ánh sáng nó làm bị chói rất là nhiều. Trái phải. Thôi nhìn con này là đi bên trái. Trời ơi. Ây da, đau vậy. Ây.
làm cái tiếng động là nó lại tới nơi rồi, tôi mới nghe tiếng. Trời ơi, đi lẹ ra khỏi chỗ này thấy ghê quá. Cái vùng đất gì mà thấy ghê dưới đây à, cho tôi về được không ông ơi? Đây, cái con nãy trong challenge nó nói hoài liên tục luôn nè, con này tên là Phúc. Bóng tối đã bao phủ khắp mọi nơi rồi. To guide you to a safer realm and rebuke death, unlike so many of your hope now. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn cách mà an toàn trong cái thế giới game này. Đầu tiên hãy lấy cái lá thẻ bài nhuốm máu này. Across the divide, greater gifts. Xuyên qua cái chỗ này thì sẽ còn rất là nhiều cái phần thưởng vĩ đại hơn đang chờ đợi mình. Thôi, bây giờ xuyên qua cái photo thôi. Audio, cái tiếng bây giờ tiếng nói gì thổi thổi đây. Còn đó nó bày nó nói à. Con game này thì mỗi cái thế giới nó được tạo rất là nhiều thẻ bài. Ban đầu á, định hướng của Dev làm cái trailer con game giới thiệu đồ Viggle đồ rất là nổi tiếng trên mạng luôn nha. Thì lúc đó người ta cũng đón nhận nhiều lắm, nhưng đến lúc game ra mắt thì nó lại không được như mong đợi. Thành ra cuối cùng á thì nó đánh giá cũng không cao mấy trên Steam, nên Dev quyết định là làm lại gần hết rất là nhiều hôm cái mới lại luôn. Thì đây là một trong những cái mới đầu tiên là tôi thấy nè. Nó chi tiết hơn, nó nhiều cái hơn, nó giới thiệu sâu vào hơn, nhưng mà vẫn còn một số cái điểm sạn. Mới vô mà đép giấu đồ tùm lum hết trơn. Như cái này mở ra là không có nút nào đóng lại nhanh nè, ngoại trừ cái nút escape. Thường á, người tinh tế người ta thiết kế nút E mở cái này ra, người ta sẽ thiết kế nút E để đóng lại luôn. Thì đây là một cái điểm trừ đầu tiên, điểm trừ nhỏ thôi, nhưng mà nó định hướng đến cái điểm, cái việc mà chúng ta trải nghiệm game. Cái gì? Ê, cái này hình như con quái nó rớt ra mà tôi không có nhặt nè. Thôi đồng biến quá, đi vô đây thì chúng ta qua thế giới mới. Anh em nhìn thấy công cụ ở dưới không? Nó có số 1 đến 7 bên trái, 8, 9, 0 bên phải. Thì lúc trước tôi chơi đó là nó chia cái vũ khí ra loại gọi là hai tay. Bây giờ cái rìu tôi đang cầm là vũ khí hai tay nên nó bình thường. Sau này anh em cầm mấy cái ngắn ngắn hơn như là con dao ngắn hay là cái kiếm ngắn đồ đó, thì nó sẽ chia hai bên hai tay luôn, mỗi tay mình cầm một cái loại vũ khí, thì lúc đó là nó gọi là song vũ khí luôn. Bây giờ thì đang cầm cái rìu vũ khí hai tay nè, sau này mỗi vũ khí một tay. Mà nó ngược ở chỗ á, cái số 1 đến 7 bên trái thì cái tay mình cầm là bên phải, số 8, 9, 0 bên phải thì cái tay mình cầm lại là bên trái. Đây, mình đi phim du qua cái thế giới mới, cái thẻ bài nhóm máu hồi nãy đó nó đưa mình, con full á, con bút á, nó đưa mình. Cái này là cái lá bài gừng gặm mở ra một cánh cổng đi xuyên đến những khu rừng. Rồi sau này á mình có thể kết hợp rất là nhiều thẻ bài đi xuyên qua rất là nhiều thế giới với nhau. Nhà du hành qua nhiều thế giới. Rồi giờ mới đầu hiện lên logo game. Cái đoạn giới thiệu vừa rồi thì cũng tương đối đơn giản, đủ ổn. Bây giờ mình phiêu du qua những thế giới này, cố gắng mà cứu lấy bản thân thôi, sinh tồn trong cái vùng đất đó rồi xây dựng lại những gì cái thế giới này đã mất. Thoát khỏi Nightingale. Nightingale thì vẫn còn trụ vững thôi, nhưng cái thế giới này nó sắp tan rồi. Bây giờ thì giờ thì làm cái gì? Rồi, bây giờ mình đi đến đây. Mình sẽ kết hợp hai cái lá này để nó kích hoạt là cái vùng đất mới. Đây chỉ là cái điểm mà gần như là vô tận của thế giới thôi. Mỗi lần có cái thẻ nào mà mình muốn thay đổi thế giới đó, thì mình đem ra đây mình lắp vô. Đó, bây giờ tôi thay đổi qua cái khu vực rừng rậm hồi nãy. Sáng lên liền, tươi xanh, rau cỏ đồ rất là nhiều. Đi. Now that has
Đây là cái trung tâm kết nối của những vô diện thế giới. Rồi bây giờ dựa theo cái hướng dẫn, mình phải đi tìm một cái cây mà ghiêu. Ủa, mình có nè, cây mà búa gỗ nè, con dao thợ săn và cái bộ đào mỏ. Ở đây rất là nhiều bức tượng nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mỗi bức tượng thì nó sẽ có một cái cổ ngữ khác nhau, như cái cổ vật gì đó. Thì mình muốn đi đến mấy cái thế giới này thì chắc phải là dạng như là con nghĩ là họ thiết kế như đánh boss vậy nè. Mình đặt cái lá thẻ bài nó vô đây rồi tiếp tục chiêu phiêu du qua mấy thế giới đó, sang tìm tài nguyên nào chẳng hạn. Thì thay vì con game này nó tạo một cái thế giới bản đồ quá là to đi, thì nó chia nhỏ nhỏ ra nhiều thế giới như vậy, mình có thể đi lang thang khắp nơi. Như bây giờ tôi đang ở cái đài bên đây nè, gọi là cái nơi kết nối của những thế giới khác nè. Mình sẽ đi đây lấy cái cây mà dao hợi săn, đi xuống đây lấy cái bộ đào đá, đi đến kia lấy cái quyển sách gì đó. Đường này phải không ta? Bỏ cái ghiều ra đi cho nó khỏe người á. Game này đồ họa nó thì vẫn ở mức trung bình khá thôi, không đến mức quá tuyệt vời đâu. Gần đây họ có làm lại một số cải thiện như ánh sáng á, nhưng mà môi trường xung quanh, thiết kế map thì tôi nghe nói là họ cũng làm lại khá nhiều cho cái trải nghiệm tốt hơn. Hồi xưa đi là té vực rớt gốc lắc rồi mấy cái đường cục nó rất là nhiều luôn. Thì sau này họ thiết kế thủ công lại hoàn toàn những cái map này. Đây, cái đầu tiên là con dao hợi săn. Dao này mình đặt qua số 4 được. Rồi, tương tác được cái mấy cái vật thể nhỏ nhỏ này cũng khá. Này là gì? Dâu xanh, nhưng mà này không phá được. Cây cỏ thì đương nhiên chắc là chặt được rồi. Chặt được cái gốc không? Chặt được luôn. Tốn thể lực rất là nhiều nha. Anh em nhìn tôi phạt vài cái là hết sạch cái ống thể lực luôn rồi. Đi nổ cỏ được nữa nè. À, mấy cái cây này. Mấy cái cây này thực ra chỉ có một cái mẫu asset duy nhất à. Xong rồi cà lon lon ra, thay đổi kích cỡ đi tí. Nên nhìn nó hơi mà quê quê. Rồi đúng rồi, đi thẳng xuống dưới lấy một món nữa. Đây là ghiêu banh ở trên luôn. Ghiêu nó bao phủ luôn, cho mình dạng như là cái bánh này kẹp thịt vậy. Gương này à, gương mình nó cho mình ba cục thiết, một cái lá bài. Lá bài này nó rất nhiều loại nha, mình hay cường hóa vũ khí rồi học thêm mấy cái phép gì đó chẳng hạn. Cái gì nó mới bay ra vậy? Cái gì nè? Cái đuốc, trời ơi. Mình có thể sử dụng cái này vào. Còn cây này đi, gắn nó vào đây, nó là cho mình cái điểm hồi phục á. Đâu rồi ta, gắn vô thì sao mà coi nữa. Infect à, đây điểm hồi phục đây. Rồi lỡ gắn vô cái vũ khí cùi bắp tay một của tôi rồi, sau này chế ra cái xịn hơn thì phí cái đó. Không ta, tài nguyên đầu game thì chắc phải cho mấy cái cùi cùi thôi chứ. Rồi đi đâu nữa? Thẳng đây, bên kia cũng có đồ gì nữa kìa, mình vòng qua bản mình khám phá luôn. Ý, thu nai chim cò chứ đó nè. Bây giờ cầm được cái đồ hai tay nè, thấy không? Bình tĩnh, bình tĩnh mấy bạn. Trời, nó nhảy quá à. Vậy là con game này nó không có thực toán xử lý tầm nhìn. Mình chỉ cần đi lại gần thôi, thậm chí không cần chuyển động luôn.
đứng sau lưng nó luôn, nhưng mà mấy con này nó vẫn phát hiện ra. Thôi cầm cái búa này đi cho nó tự tin. Cái nâng cấp bây giờ đã thêm vô trong ba lô mình. Tier 1. Cái này là cái gì? Sàn 68. Lấy được bột mì. Giặt cái đống gỗ ra thành những cái khúc gỗ như thế này cũng được. Game này có trọng lượng không? Có 33 kg rồi, không lụm nữa đâu. Ngay trước mặt là cái khu này nhận diện ra, nó là những cái cổ đá âm nhạc gì đó, những cái khối nhạc gì. Cái gì? Đi bảnh coi thử ha. À, đây là đồ chặt củi thôi. Bây giờ á, tìm cái nơi dân cư sinh sống, unlock cái scan gì. Đây là cái dạng kỹ năng mới của mình nè. Scan là dạng như cái trụ thờ vậy đó. Hồi xưa thì cái này nó thiết kế tùm lum lắm. Là cái điểm linh hồn nãy giờ mình lấy được cái điểm Essen nè, để sử dụng vào những cái việc học kỹ năng này. Nhưng cái này đầu game thì nó cho mình miễn phí. Bên này là một cái lỗi thiết kế nữa nè. Thay vì dùng mấy cái chữ, lạm dụng mấy cái chữ rồi hiệu ứng chạy như thế này, tại sao không đặt một cái icon vào rồi viết chữ ở dưới ở trên. Nên khi mà có quá nhiều cái tài nguyên á, người ta không nhớ chữ đâu, người ta nhớ cái hình dạng đó là hết. Nên viết chữ như thế này là một cái điểm trừ. Bây giờ một cái liều gỗ rồi luôn, miễn phí thì cứ học miễn phí luôn. Cái giường, giường gom này bắt đầu tốn 5 điểm rồi nè. Ừ, cái này dạng như cái khu mà chứa đồ nhỏ nhỏ vậy đó. Cái vỏ chứa đồ nhỏ nhỏ. Ê, cây nến, rồi đèn đuốc gì đó, khá nhiều thứ để mình có thể mà học ở đây. Cái thùng hứng nước mưa hả? Game này không biết có đối kháng gì không? Cái này là cái chạm dợp, nơi xử lý da với vải vậy thôi. Mình học cái này thì nó bonus cho mình cái bên đây, nó tặng thêm luôn. Cái bên này thì dạng như là cái dây vải vậy, bằng vải. Này tốn điểm, tốn điểm thì để đó. Nó chia thành nhiều cái chủ đề nè, công trình kiến trúc nè. Còn cái này là dạng như công cụ xử lý chế biến. Còn cái này là mấy cái công cụ như mình cầm tay, như cái búa rìu hồi nãy nè. Có búa không có liềm nha. Cái này mình có rồi nên nó cho học miễn phí. Còn như cái liềm này mình chưa có nên nó không cho mình học. 25 điểm thì mình không đủ điểm. Đây là cái gì đây? Búp bê huấn luyện. Chắc là để test đam hay là thử vũ khí vậy thôi. Cái này tốn 10 điểm không có tiền. Miễn phí thì cho thì lấy. Cái này học được cách chế biến thịt, mỗi cái công thức. Thịt heo nấu dâu. Này sao? Miễn phí thì lấy luôn. Cái này nâng cấp lên mấy cái điểm gì đó. Tôi cũng không biết, 5 điểm không có. Game này nhảy cái cảm giác nó làm rất là thấp nha. Anh em không có cảm giác cao đâu. Nhảy nó cục ngủng à. Khoảng là nửa mét à. Cái gì đây? Cái này bài kiểm tra trí tuệ à. Ok. Đây cái nữa nè. Cái gì? Ôi đông cái gì? Ôi ơi. Đánh xong rồi nó mới gên. Đừng đóng điểm luôn nè. Máu thịt bầy nhầy nó lan ra nè. Mấy cái đồ vật nó gớt trên mặt đất nè, làm cái hiệu ứng bốc khói này rất là khó nhìn.
Rồi hai cái này. Hiệu ứng leo cũng có nhưng mà làm rất là chậm. Cái gì vậy? Mấy con này nó không có tay mà nó hung hãn vậy. Ê! Trời ơi, không biết xuống núi rồi. Không biết xuống núi rồi mấy bạn. Đâu nữa, xuống đây hết đi. Không xuống à? Sợ rồi, con đấy nó gán rồi, đâu dám xuống ở đâu. Nhảy, mày nhảy. Đồ nó rớt xuyên lòng đất rồi, mình không có lụm được nè. Đó, anh em thấy một trong những cái lỗi thiết kế game này chưa? Thấy không? Bây giờ sao ta? Rồi, nó cứ gọi quái ra là sao? Bây giờ bấm cái này. Con này nó biết phục, con này nó có tay. Ủa? Rồi thử thách xong rồi nè, được phần thưởng gì không? Gunning là đang chạy mà. Di chuyển nó tù quá. Đủ chưa, đủ chưa? Một, hai, ba tia sáng. Rồi ok, mình chỉ bấm mở ba tia sáng thôi. Tôi không biết có theo thứ tự gì không, nãy giờ thử hai lần sai hai lần. Gì đây? Thuốc súng hả? Trời ơi, thuốc súng mà đựng trong cái bọc vậy đó. Animation leo nhìn cũng thấy mệt nữa. Được là 10 điểm, tay 1. Nãy giờ mình được nhiêu điểm rồi? 6-7 điểm luôn. Cái này là cái gì ta? Bắn một cái quả cầu lửa hả? Nó gây đam lửa và đam sét cho những quái vật trong một cái vùng đó. Hết rồi, hết lót rồi. Dao đi, lắp đại đi. Bắn sao? Chuột trái, chuột phải, nút G. Hả? Không thấy khác biệt gì luôn. Cái gì bên đó nó sáng sáng bay bay kìa. Trời ơi, mấy con nai này nó vậy. À, nó là con nai thôi. Bên này là cái gì đây? Một cái kho báu. Một cái chải cướp. Đánh bại những con quái vật trong này. Headshot. Còn lớn còn bé gì? Còn lớn còn bé gì? Ác quá. Trời, xương nó bự. Ác độc quá. Cục thịt nó bự hơn cái con này đó.
một đống đồ nè, da và thịt, xương, tài nguyên cơ bản trong mấy game này thôi. Thấy ghê ghê nha. Bây giờ con quái sồ ra là tôi nghỉ game luôn á. Này ra gỗ rồi, gỗ nhiều quá rồi. Này là gì? Hộp đựng mũi tên. À tên đây. Số 9 là cây dao. Dao ném. Dao ném này nhấn chữ F. Chuột phải là đỡ. Xài chung với cái dao được. Cái dao tôi chuyển qua là số 2 đi. Cái cung thì sao? Nhấn R để gài đạn. Đi dạng như một câu đố không? Ồ. Nhiều điểm. Một điểm thôi, bỏ đi mình biến mà. Bây giờ xài cung hay là xài rìu, xài búa vậy? Hay là cái này luôn? Cái gì đó. Quá. Vô đây bạn, vô đây bạn. Còn nữa không? Game này không có cái chức năng nhặt đồ nhanh nha. Đánh xong rồi đi lùm tay, đúng mệt luôn. Có cái nào nhặt đồ nhanh không? EG là gì? À EG là kích cái hồi máu. Hồi máu xong nó gớt FPS về dưới đáy sao hồi thiệt luôn. Game bắt đầu nó lắc rồi đó. Mấy cái này là mấy cái gì ta? Mấy cái chuông nè. Nó ghi là Gundam cộng gì đó. Này là gì? Không biết xài sao. Để mà từ từ đi. Chắc sau này mình mới dùng tới. Nó tay ơi một nó cộng rất nhiều chỉ số nè. Bên này thì không có gì cả. Lên lầu rồi. Đường này chắc đường khục quá. Y. Trời ơi, nó cho mình 20 điểm à. Này đụng được không? Không. Trên nó biến lên quá. Bên này thì sao? Xương, gỗ. Quá nặng rồi nè. Nó báo nặng dữ nè. 49kg rồi. Sắp xếp theo là chữ cái. Sắp xếp theo XYZ. Sắp xếp theo trọng lượng. Trời ơi, tách đồ thì dùng cái nút shift hay là nút cách gì đi. Cục đá này nó cũng khá là nặng, 5 cái này 5 cục chụp đi. Ba 7kg gì mà nặng dưới vậy ta? Cái này xong rồi nè. Cái này xong rồi nè. Bây giờ xuống làm luôn cái bãi quái dưới. Này là gì? Rồi rồi. Hả? Không đánh được. Mũi tên đụng lên được không ta? Không rồi. À chuột phải là bắn nhanh. Trời ơi.
hết đạn. Mũi tên gì mới vẫy vài cái đã hết rồi. Được có 10 cục à. Đánh con lòi con mắt. Lại nặng. Game thiệt tình. Dưới mặt đất cũ hơn A, B, C, X, Y, Z theo cái dòng lượng. 6 cái 6 ký. Cái này gỗ không 43 cái. Gì đây? Gì đó? Đừng có chạy. À, nó là cái cục linh hồn thôi. Vớ vẩn. À, mấy cái này là mấy cái đá cuội, đá nhỏ. Trời mưa nè. Ồ, bầu trời nguyên cái cực quang mà giữa ban ngày luôn. Bây giờ mình phải đi tìm một cái nơi có dân cư sinh sống. Chắc cái liều bên đây thôi. Ẩn hướng này. Cho đến là bui một cái trụ kia lên. Cái đó tôi nghĩ là để xây căn cứ đó. Nên cứ không lỡ từ từ đi chứ vội đâu. Số 2. À đây đây đây, đây. Có cầu nè. Ôi ôi ngon. Chạy hả bạn? Chạy được rồi. Trời ơi. Mấy con này thiết kế cái thuật toán sao á, nó cứ lao vô mình không à. Lúc cần thì nó lại chạy, lúc không cần thì nó lại lao thẳng thẳng vô. Ê! Cái gì đấy? Lũ đạn. Thằng này ném lũ, ném lũ, ném lũ hả? Này thì chơi bom. Phòng này chơi dao, không có chơi súng. Này thì trái tim quả cảm. Còn nữa không? Còn nữa không? Ngứa. Ủa? À mình ơi, mình cứu cái này. Mình tuyển dụng được nó luôn. Người sinh tồn ở đây tuyển dụng nó. Nó làm việc ở đây, đứng yên chỗ này hay là nó đi theo mình. Cô đâu biết. Đồ nó thì cũng khá khá. Nó đi đụng độ cho mình kìa. Phải không? Ừ đúng rồi kìa. Ngon hay lắm để. Được. Cầm thêm đống này nữa đi. Đống nào nặng nặng cho nó hết. Mấy cục than. Mấy cục gỗ cầm luôn đi bay. Cái shop của anh đây đó à. Mở cửa được không? Không. Thì giờ đứng đây à.
Ê, quên 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 quên. Cái này gì đây, chui xuống đáy xã hội đúng nghĩa đen luôn rồi nè. Xuống đây gặp mấy anh vote dơ hay nào fan emu gì không? Ủa sao giống hịch thẳng trên vậy? Mình chỉ có thể là chiêu mộ một thằng trong cùng một cái thời điểm thôi. Nắm 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 nắm. Cô chú chấm than nè, anh này là anh thương gia hả? Thương gia chắc bán đồ thôi. Cái thuốc này nó bán 110 điểm. Cái ghiêu bình thường trăm mấy điểm thôi, thôi 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 thôi, anh giữ mà anh xài đi, phá giá thị trường á. Chữ nhiều quá. Thôi 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 thôi. Đây là cái bếp lửa chạy nấu ăn làm sẵn nè. Trên này vô được không? Có mỗi cái giường. Nó không cho mình ngủ ở đây. Xuống gặp anh này nè. Tên là Gilmer Tinner. Cái này gì đây? Unlock được cái symbol bắt. Nhấn nút B lên để coi. Cái này à? Tăng thêm 10 máu tối đa và 50 điểm trọng lượng. Ngon. Học cái trên này mới cho học cái dưới này. Cái này cho để nó đeo được không ta? Tốn điểm quá. Có 200 điểm là đánh muốn lòi con mắt được có 200 mà. Này là bên xây dựng rồi nên chắc cũng cần đó. Cái này máy lá. Máy lá phẳng. Còn cái này máy lá cong. Còn này cái cầu thang. Cái này cái cửa. Trời ơi, cái khung cửa thì bắt đi vô cái cửa nữa. Thì có cột trụ hả? Cái này qua đồ đá, đồ đá làm cực lắm. Này cái bách. Này cái tầng trên. Này cái máy. Thôi chưa cần. Chữ nhiều quá. Mà không có hề có SFX thổi thổi nào luôn. Chỉ có những cái âm thanh mà khi tôi đích chuột vào những cái nút này thôi. Rồi ông này cũng sẽ hướng dẫn mình nấu ăn. Không đâu trên á. Đây, sử dụng cái campfire của ổng để thử cái bài nấu ăn đó. Bây giờ mình sẽ nấu cái thịt và cái món rau hấp cẩm. Thịt nướng dâu và rau hấp cẩm. Nhấn nút B lên để học. Đây, rau hấp cẩm. Cái này để gì không biết. Cá hiền nào đi câu được rồi học. Ở đây đây đây. Nè, cái thịt nướng dâu nè, cái này nó cho mình hai công thức rồi giờ nấu thôi. Trời ơi, làm cái thiết kế cái kiểu nấu ăn là qua 3 4 bước. Chọn số lượng ở đây nữa chứ. Người ta thiết kế tinh ý á, người ta sẽ để cộng 1, cộng 5, cộng 10 hoặc là kích tầm tùy chỉnh. Còn cái này lại thiết kế như cái form nhập liệu vậy đó, chọn qua chọn lại. Ngoài ra nguyên liệu thì cứ để chữ không à. Chữ thôi hiển thị không đủ nữa nè. Đây, nấu thì nó chạy bên đây.
Trời, nó bỏ hết gỗ vô luôn hả? Thì cái tình thiết kế kiểu gì á, nấu có mấy món chạy gần xong rồi nó bỏ hết gỗ vô luôn. Món nào mình nấu được mình nấu hết. Thời gian nấu là 1 phút mấy nữa. Ủa sao để tắt lửa? Nhấn E để giữ thêm. À nó vô rồi. Bây giờ mình phải ăn một cái là thịt heo nướng, dâu và cái rau hợp cẩm. Đây 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 đây. Rồi, xong cái quét thực phẩm dinh dưỡng. Dưới này một đống nấm luôn nè. Rồi, dưới này không còn gì để khám phá nữa, lên trên thôi. Bây giờ đi tìm chỗ đẹp xây cái nhà. Y thể lực mình lên 60 mấy luôn rồi nè. Bắn cái quả cầu lửa này thì tốn bao nhiêu? Ăn vậy mà chưa no nữa nè. Để đâu, ra nhặt đồ bay. Trời, nó đi bộ từ từ, nó không có chạy, không có nhanh gì hết. Làm việc chống đối phó thiệt. Xây cái bay gì chắc xây giữa giữa bản đồ ha. Chỗ này chẳng hạn. Đi thôi. Cây quá nhiều cây luôn. Nè, chỗ này đẹp nè, chống phọc nè. Dựng một cái nhà nhỏ thôi. Nó miễn nhiễm luôn. Nó biết làm thịt không ta? Rồi lượm đồ đi. Xây nhà đi ha. Hay đỡ bển ta, đỡ bển thì đất có vẻ mà bằng phẳng hơn á. Bây giờ cái nhà nãy học rồi nè, bây giờ xây sao? Chữ B. Cái này là những cái mới quá nhiều đi. Cái lốc trước đã đặt. Ủa? À mình design trước rồi sau đó mới bỏ nguyên liệu vô sau. Bấm chuột phải trái để mà xác nhận. Chuột phải, chuột giữa để xây. Tăng thêm chiều cao thì cuộn chuột với nút G. Bây giờ xây sao? Holy, 42 cây gỗ. Đua nhau à. Để. À, con game này có bị cây đè nó nha. Cây đè cái là uy tín quá.
Và lúc mà tôi chơi cái bản beta test tôi bị cây đè không biết nhiêu lần. Lúc đó là cái server chung á, mặc dù người chơi không đánh nhau nhưng mà thằng trước chặt cây thằng sau bị đè. Sao nó không lụm? Trời, nó đi nó lụm. Tính ra bốn mấy cây thì cũng khá là nhanh nhé. Mời lâu chết luôn á, mới có mười mấy cây à. Rồi hai mấy rồi, còn mười mấy nữa. Cái này mới có cái nền thôi đó, còn tí nữa qua cái bức vách đồ rồi lại chân nhà đâu. Mà mới vô nó cho thằng đệ gì cũng vui cho hết đó chứ, chơi nó đỡ buồn. Đi theo bóc lộn nó làm cu ly rồi. Anh nhanh cái tay lẹ cái chân lên để rồi gỗ nó lăn đi mất tiêu luôn bây giờ. Cây gì nó trâu dữ vậy. Nhìn giật cây mà em nó thở tôi thấy mệt dùm luôn á. Này nấm hả, chứ không phải dâu hả? Đi ra, đi ra. Lắm. Nó biết nhổ cỏ nữa kìa anh em ơi. Con này khá. Thằng này khá chứ. Làm hiệu ứng cũng chi tiết hết ha. Thôi cây này không có chặt gốc, nó lụm hết luôn rồi. Coi một nồi luôn, gom. Nó có trọng lượng không ta? Không, nó cứ nhặt là thoải mái luôn á. Nhặt đến khi nào chán thôi á. Nó chỉ phui 20 lót à, nó nhặt bao nhiêu cũng được hết. Khá nghe, khá đó. Nè. Anh em thấy bật FFG với mấy cái đoạn này là... Ồ, cái khúc này cũng chặt được luôn nè. Trời, chặt nó ra mà mấy cái điểm kinh nghiệm luôn rồi. À, mình gáp cây ghiều cho nó thì nó có chặt được không ta? Tôi đang suy nghĩ cái vấn đề đó. B, nó nút B để xây. Nó yêu cầu mình xây cái trụ này nè. Chắc thiếu 5 khối đá nữa. Tự nhiên cục này đào không được, rồi cục nào mới đào được cho anh? Chắc cục nhỏ này quá. À, gà đá nè. Thằng này nó không có trọng lượng luôn. Thôi mấy cái này mình giữ đây. Mấy cái này nó rất là nhẹ, nhưng mà tôi cũng không biết tới dùng cho mấy. Nó ăn, nó cần ăn uống gì không trời.
ba cái da với ba cái thịt này cho nó cầm luôn. Tiếp đá nè. Ôi quên, mình phải cầm là 10 cục đá, 10 khối đá với mà một mấy khúc gỗ. Hơi nặng. Thôi, về xây cái điện thờ đó cho nó xong, cái quét cái đi. Ủa? À. Đây cục đá ngay nhà nè. Ok, xong cái nền. Bây giờ đặt cái chết rồi, bấm nút quy hoài mà chơi xe tít phát đô ghi viết rồi nó thành tới cái thói quen. Game này nó không có cái tính năng kia ta, gọi là sẽ nắp viết á. Rồi xong. Bây giờ tìm một cái vũ khí tầm xa là cây cung nãy mình lụm được rồi nè. Không có viên đạn luôn. Một cái nữa là mặc ta cái bộ quần áo cơ bản. Muốn làm quần áo thì chắc phải dựng mấy cái máy móc gì nữa thôi. Lụm đi. Lười hả mày? Nè, đá này lụm không? B, xây bây giờ xây cái nhà chưa ta? Cửa đây rồi, không có cửa sổ hả? Để coi tôi có cửa sổ không, tôi thích cửa sổ hơn. À đây đây đây, chỗ này dướng cái đó này, một cái cửa sổ ở bên hông này nữa, cái cửa ở đây nữa. Rồi ok, tí nữa thì mình mở nền cho ông ta. B, cửa sổ. Cửa sổ ngay cửa chính vô là chỗ này. Rồi B, vách tường. Game này thì nó nhảy thấp sủng à, nên tôi nghĩ chắc là một tầng thôi ha. Rồi một tầng thôi. Thằng này nó cao cho phải 1m6 đi, thì nó đứng chỗ này chưa được phân nửa nữa, nên cái vách này chắc như Satisfactory là 4m á. Nghĩ cầu thang. Cái mái nhà. Mái nhà như chưa có học. Trăm mấy điểm lận. Trời ơi, mấy trên, mấy dưới, mấy phải, mấy trái gì. Hả, ra gì nữa nè. Rồi, bây giờ chắc đủ cái phần mái rồi đó. Xây cái nhà gọn nhẹ thôi ha. Nó là cái nào ta? À đây 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 đây. Cái này tôi muốn có cái cửa sổ ở trên thì làm sao được. Cái này là không, cái này đặt ở góc. Ok. Căn nhà nhỏ, hai trái chim vàng. Thôi chết rồi.
Không đủ tài nguyên hả? Bây giờ thiếu cỏ nè, 100 cỏ, trời ơi, nhổ chuỗi cũng gần luôn. Mấy cái que gỗ, nhà gỗ, tiếp đi chặt cây để ơi. Sửa, sửa. Đi, chúng ta càng quét mấy cái khu rừng này luôn. Này là đá. Cây bé tẹo này cũng thân luôn. Nó làm các cái khúc trên là chứ cái gốc nó làm cái lượng sát thương bằng nhau. Nên mấy cây nhỏ thì mình không cần làm gốc, mấy cây lớn thì mình nên chặt gốc luôn. Ủa? Hình như phải chặt ở trên rồi nó mới cho chặt gốc thì phải. Chỉnh gì? Mình nữ di yếu đuối lắm nha, mà mình chặt gỗ muốn lòi con mắt nó thì đứng dòm dòm trực diện như mình luôn đấy đó. Ok, mình làm cho nó đi phương pháp. Đi ra mày. Tôi không biết sau này cây nó có mọc lại không á. Chứ xây xong cái nhà là nguyên cái ngọn đồi này nó chụp lóc luôn. Nó đi lượm chậm quá. Ba chục cái bãi nữa và 30 khúc gỗ nữa. Mình ý xong luôn nè. À không, 3 với 30, 3 khúc gỗ thì khá nhanh, cái này thì hơi lâu nè. Khổ quá. Còn hơn game đang chạy nữa. Xuống nước là mình bị dính cái hiệu ứng nước này, thành ra mình đi chậm hơn rất là nhiều. Rồi này nó vô nó bỏ gỗ vô nữa là đủ lắm. Đây xong rồi. Đẹp chưa?
Rồi bây giờ đến bắt đầu xây mấy cái công trình vật phẩm. Nhấn nút B để học đã. Học da nè. Học da động vật nè. Cái này lông thì chắc chưa đâu. Chi tin nè. Bàn cắt gỗ cũng chắc cũng cần nè. Cái ống à. Học luôn nè. Giấy. Học luôn. Mấy cái này 5-10 điểm thì học hết đi. 5 điểm học luôn. Bây giờ quần áo thì chắc qua cái này. Simber tanning. Nó nằm ở bên cái mục. Ồ nhiều phết đó nha. Cái này để ngoài đi. Vẫn thiếu gỗ à. Thiếu 11 gỗ à. Đi làm nốt đi. Lỡ rồi. Trời bên đây ra đống gỗ luôn kìa. Mình sắp hết hiệu ứng đồ ăn rồi. Trời ơi cây nó đâm mình 20 máu. Rồi, cái bàn dệt vải thì chắc để ở đây. Đây nè. Ủa đâu? Hợp lý luôn. Mấy cái vải bóc này anh em đi phơi nắng là đúng đẹp luôn. Rồi, cái này đã gì? Workbench thì để trong nhà. Workbench mình dùng nhiều lắm. Ở nhà quên có cái cửa này chứ. Muốn để đi đâu rồi? Không có hiệu ứng mở cửa luôn. Nên em nhìn nè. Đó. Thiếu 4 gỗ. Để đây chế nhà không nhỉ? Tìm tí gỗ nữa nào bay ơi. Hết hiệu ứng đồ ăn rồi. Mình đồ ăn thì chỉnh ở đây. Nó có cái quýt mà đồ ăn nè.
Bữa ăn cái nho đó nó có 6 phút rồi ta. Biết gì ăn thịt à. Bỏ thịt vô. Lia thơ. Cái này vải à, có nhiều dữ vậy. 1 phút, 2 phút nữa là bán 4 phút. Animal fiber. Cái này nó ra gì trời, vậy như phân ủ hả vậy. Vô 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 làm bàn mày. Ủa gỗ lấy về nhiều lắm mà. Trời đi chặt nãy giờ không đủ 4 gỗ. Cây mọc xương đá luôn nè. Gì đây, ai để cục tiết lên bàn vậy? Cái này nó làm chậm quá. Không có nhanh nhạy như mình được. Cục này xây xong không tác dụng nghĩa lý gì luôn á. Rồi, có cái bàn cắt gỗ rồi. Cái bàn này chắc là cắt gỗ thôi. Làm hướng cái đi. Nó xài ma thuật không à. À, chế quần áo nè. Bây giờ để coi cái bộ đồ của mình thôi. Gồm cái áo, cái găng tay, áo khoác, áo quần găng tay giày, áo khoác, áo quần găng tay giày, quần gấp 2 cái, dọn đệm 1 cái luôn. Mấy cái này cần phải có da, da đang làm ở ngoài. Chế cái áo gì mà mất có 5 giây à? Thằng này thiên tài vũ công mỹ nghệ luôn á. Để đâu rồi? Cho mày cái quần nè. Ủa cái áo mới gấp đâu. Ủa nó biết tự mặc không vậy ta. Gấp cho nó cái túi giống của mình cái nữa. Rồi. Trời nhìn nó phèn. Mình cũng phèn không kém gì nó. Your tenacity over with shelter built over the. Rồi bây giờ mình biết những thứ cơ bản rồi. Ngôi nhà của kiến thức. Rồi bây giờ đi đến cái điểm đó, đâu đó trên bản đồ á, đi tìm cái đó. Nhưng mà từ từ đã.
mấy đồ này nó đẹp hơn. Đồ mình nó mặc vàng quá à, ít ra bộ này nó còn đẹp. Nhưng mà để đâu bây giờ? Có chứa được cái kho đồ hay là cái gì không? Ngủ riêng nha mày. Thiếu 40 lá. Có lá không? Không có, chạy đi dòm. Thiếu 2 khúc gỗ nè. Này chắc nó chế xong rồi. Chủ yếu là thiếu mấy cái cỏ thôi. Bây giờ mình thiếu găng tay nè. Thiếu mấy cái cỏ. Đi ra hai cỏ. Cây nó có một loại. Đường biển xuống nước à, xuống nước nó đi chậm quá à. Đi xuống đó là mệt thêm đó. Thể lực hồi chậm khủng khiếp luôn. Chắc cho mình chưa có ăn cái gì á. 15 phút cũng được. 15 phút đủ làm việc rồi. Găng tay nè, chế được 8 cái thì làm 2 cái áo khoác và giày. Giày rồi, ok, xong hết rồi đó. Chúng ta có nguyên một bộ set bình dân mới. Để đâu? Nhìn nó phèn gì á. Mình cũng phèn không kém gì nó. Cho mày cái áo nè. Cho mày cái đôi giày nữa nè. Găng tay đâu? Ủa đừng nói chưa chế găng tay nha. Thiếu cái nón, thiếu đôi giày. Giày đây. Găng tay đây. Hóa ra cái này là cái găng tay.
Tôi nhà quê hay lúa có biết ba cái này đâu. Thêm cái nón nữa. Nón này được con cái à? Mình đeo đi cho nó độc độc quyền, không có chung với đệ. Trời ơi, cái nón vẫn với mũ gồm nó xấu. Hàng rào, mái nghiêng, cửa, 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 cọc trụ. Lên cái này là đồ đá, còn cái này là cũng đồ đá luôn. Xong rồi chúng ta phải qua tier 2. Lên tier 2 thì lâu lắm. Tier 2 là cần cái điểm xanh lá, tier 3 là điểm xanh dương, nó như lên đời á. À, những cái nào chúng ta học rồi thì nó chớp màu xanh là lụm được rồi á, thì chớp màu xanh gần như là miễn phí luôn. Hết điểm hả? Ủa chưa có học cái trên 55 điểm tốn à? Thôi không học đâu. Cái nào cần hả? Cái này nhiều phết nữa nha. Này là gì? Lò nung là phải cần này. Thuốc nhuộm à? Rồi mình coi mình còn thiếu cái bàn gì nữa không? Workbench nè. Bàn dệt nè, bàn làm vải nè, bàn làm gỗ nè. Cái này thì đầu game chưa cần đâu. Trời, lò nung này bé tèo luôn. Trong mấy con game mà sinh tồn thế giới mở tôi chơi cái loại nung cái nào nó cũng chà bá vậy đó, không còn miếng quặng luôn. Thôi thiếu đá và thiếu ba cái cỏ, có di chuyển được nữa hả? Lùi ra anh tí cho nó cân với cái bên kia. Bàn này không biết làm gì nhưng mà kệ đi, nào cần thì tới. Rồi bây giờ cái nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta nè là đi đến cái chỗ mà điện thoại sức mạnh gì nè. Bây giờ thì không biết đủ trình đi chưa, nấu ăn tí đã. Nấu cũng lâu nha. Có cái nhà thì bây giờ nó sẽ giảm 10 giây nấu nướng thời gian chờ đi. Nhưng mà không có dưới 3 giây. Game này không có cái giỏ đồ hết hả?
Chừng nào hết tier 1 thì chúng ta qua tier 2. Nó giống như con Satisfactory vậy đó. À, mình chưa có chế mấy cái cung tên nữa. Đi hái một tí cỏ. Ba cái đồ này có cái chỗ nào mà dục không ta? Đồ nó khá là đẹp. Đi chậm quá, xuống nước cho nó đi chậm quá. Nó nhảy rồi. Cái nhà bằng gỗ mình làm cũng kỳ công phết chứ, đâu phải bèo đâu. Này làm đá cắt. Mình thiếu cái bàn nào đó không ta? Mày làm mũi tên à? Thiếu gỗ với đá à? Để. Ủa gỗ đâu hết? Hồi nãy 20 mấy khúc gỗ mà. Ôi vãi. Khối đá à? Sao chế mũi tên mà lại còn khối đá chứ không phải là đá à? Tôi nhớ nãy nhiều gỗ lắm mà tự nhiên mất tiêu cho này. Ba cái đồ này tôi bỏ vô cho nó cũng mất tiêu cho luôn này. Kỳ vậy? Từ 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 từ. Không lẽ đồ nó đem nó dục trời. Cái này đầu game đánh mà ba cái đây một nhóm nhóm vậy nó. Ờ, thằng điên này. Từ nghe là có vấn đề rồi đó, đồ đạc đâu hết. Đồ đạc đâu mà tự nhiên mất hết được. Cây nó mọc lại nè. Hình như là mất đồ thiệt đó anh em ơi. Tôi nhớ tôi đâu có làm cái gì đâu. Con này là con hươu bình thường nè. Chưa về chỗ đó là chỗ nãy mình đi ra. Trời tối rồi, ngủ giấc tới sáng rồi mình đi xuống đó kết thúc cái nhiệm vụ dưới đó. 180 mũi làm hết luôn, 40 giây.
không thấy cái gương đồ ha. Là chắc cái này nè. Ừ, cái này đang mặc mà. Cái màu chấm xanh này là đang sử dụng. Cái đầu lâu cho vô luôn nè. Cái này 11 cái cho vô luôn. Bột mì cho vô luôn. Gỗ có mấy thanh đá vụn. Còn đây bộ đồ mặc trên người với mà một tí thuốc thôi. Cái này trời sáng hay trời tối vậy ta? Không có đồng hồ nên tôi cũng chả biết nữa. Rồi nghĩ đến trời sáng mình đi xuống cái mà đinh gành vậy đó. Coi thử còn cái gì nữa không. Game này cơ bản ban đầu thì làm cũng tạm ổn khá tốt. Tôi mới lên cái giai đoạn đồ đồng thôi. Ủa đồ đá thôi. Chưa có qua đồ đồng, đồ thiết gì hết. Bây giờ thấy khá nhiều thiết nên tôi nghĩ giai đoạn tiếp theo là đồ thiết á. Đi thẳng xuống chỗ này quẹo phải. Ok. Để mình nó cầm dao nó lủi thủi đi nhìn ngầu đét vậy. Đi nào qua bản được trời. Đi hết cái bờ sông này. Ở đây có đường mòn chắc đi theo cái đường trắng trắng này á. Chứ tôi không có nghĩ mà đi thẳng lên núi được đâu. Đó, chỗ đó đúng chỗ mình đến luôn á. Cần đến luôn. Chỗ này ná ná cái chỗ mà mình đi đánh cái đinh gần đầu game nè. Cái này điện thui gì ta? Điện thui thì có khả năng là than. Không phải thay, nó chỉ là màu đen vậy thôi. Cái này màu trắng này chắc là thiết hoặc là bạc. Thiết. Để nó lụm đi. Rồi màu trắng là thiết, khá ít nha. Nó lẻ tẻ vài cái trên núi này thôi. Mày dạng như cái gói bánh nó làm sẵn cho mình á. Thịt làm sẵn luôn. Đến cái nữa nè. Thịt, nấm. Ủa hai thịt này khác nhau. 25 máu tối đa, hồi phục stamina 5, hồi máu 8, hiệu ứng kéo dài bao lâu?
Hiệu ứng kéo dài là 720 giây, tức là 20 phút. Vì hai ăn hai cái thịt này là nó khá lâu, còn cái này cũng ngon đó nè. Miếng bánh quy nữa nè, ăn hai cái này đi. Hình như nó sẽ tắt nó hai loại đồ ăn hết giờ. 720 giây, 900 giây. Rồi ăn cái bánh xốp này với mà cái này. Ăn cái bánh xốp với thịt nướng. Thịt nướng nó cũng có nhiều loại nha. Thịt nướng của cái con hu này thì nó ngon hơn. Ăn cái bánh xốp. Cái gì đó, cái gì đó, trời ơi, trời ơi. Nữa hả, nữa hả? Để chơi không lại nó rồi. Nhện cũng có thịt luôn. Trời ơi, con nhện nó bự. Anh em thử sợ nhận chơi game này. Thấy ghê không? Chơi chơi chơi, bắn gì hụt. Tự nhiên lên nhạc này là lên nhạc này là thấy có mùi rồi đó nha. Không cho được miếng thịt rồi nữa à. Rồi chúng ta vô cái đình gần thôi. Nhìn hai bức tượng này cũng ngầu lòi ha. Nãy quên gáp cho để cái gì nó cầm như cái vũ khí à. Để nó cầm mỗi con dao à. Ủa đi qua không được á. À? Thì nó bắt buộc mình phải nhảy xuống. Nhảy xuống cũng đâu có đường lên. Không qua được. Cái này chắc phải có vật phẩm gì đó chẳng hạn. À đúng rồi, cái liềm để leo. Tôi nhớ có cái liềm để leo và một cái gọi là dạng như cái dù. Rồi chúng ta chưa có hai cái đó, mệt chết thiệt. Về đấy thôi, nhận rồi. Trời ơi, ý ừ, cái này nó bay thẳng không có mà trọng lực. Nãy tôi thấy còn con nữa đâu ta. Hay gỗ. Cây nhỏ xíu là bốn gỗ.
Nè nè nè, có cái dù nhỏ nhỏ nè. Đá. Đá ở đây. Ủa đá này đập cũng được hả? Chơi. Đây 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 đây. Cái dùng thu phiêu gấp một cái 40 giây còn một cái để lìa leo luôn nữa, cái để leo đây, cái liên binh đây, gỗ nó đi đâu đó, đi đi đi. Anh đệ mình nhảy quá. Anh đệ mình thắt máu chắc luôn á. Bốn mươi giây nữa. Thêm cái đuốc nữa, đuốc thì mình có rồi, số không đó, cái dù là tác dụng cái gì nè, thì giống cái dù mà trong Satisfactory thôi, nhảy lên mắm mép nó đi được cái quãng đường xa hơn mình nhảy, xong chưa, 13 giây nữa thì chắc là sẽ leo lên chỗ này, một trong hai cái trụ này xong. Lũ đảng mày, lũ đảng mày. À, không, không, không. Nó dạng như là làm sao nó cố lên cố lên. Cái gì ấy, chỗ đã đứng không được. Game lừa đảo, game lừa. Chạy nó cũng giảm mà stamina nhưng mà giảm ở mức chấp nhận được, không có tụt nhanh quá. Nên bị quái dí thì mình còn có thể vọt được. Mình ăn thịt nướng không? Chết rồi. Ngồi lên nè. Để nó tay leo vọt kinh quá. Thấy ghê quá vậy. Ủa mấy này đồ hả?
nhặt đi. Hình như nó phui đồ rồi, nó không nhặt nữa. 4 cái cục thủy tinh nào. Này là cái gì vậy trời? Đừng có đi, đừng có đi, đứng yên đó. Nó cầm đá nè, nó cầm cái cục này được nữa nè. Cầm luôn gỗ nè, cầm luôn mấy tấm ván nè. Không phá được. Mấy cục này đâu ta? Tôi vẫn không hiểu cái câu đố con game này là cái gì luôn. Trời ơi, dính vô cái lửa. Gạch gạch thành công. Tiền không có nha. Đây trống luôn. Đây 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 đây. Sáu gạch. Mấy cái hình đó nó gần theo thứ tự gì không ta? Ủa mở nè. Ủa không. Khả năng là 4 cái lận. Mới có 2 cái à. Cái dao này hitbox nó nhỏ quá. Còn lấy dấu đâu trời. Game giải đố tìm đường à. Mới có 2 cái thôi. Chóng mặt quá. Vô phương này.
cái này mà trí tuệ cái gì dạng như giải đố đi tìm đường rồi bấm bấm thì có. Nô hấp thì á. Không lẽ lên mạng coi đáp án vậy? Chỗ này có một cái rồi nè. Bên này không có nha. Xác định cánh bên phải là hết rồi đó. Bên này có cái bồn nước xong là cũng hết luôn, không có gì cả. Nghe tiếng, nghe tiếng. Nói gần là nghe tiếng. Chỗ này nó có vết tích. Rồi ơi, phải đập cái chục cái thì nó mới bể. Rồi hiểu rồi. Còn chỗ nào tường nứt nữa đâu. Ba cái. Nghe nghe tiếng cái cửa nó mở. Mở nè. Bữa sau đây nó ghi tới 4 lần mà ta. Chỗ này nó cho mình thủy tinh thôi. Trời, đứa nào bỏ chế dâu vô cái hòm không biết nữa. Ý dài dài dài. 1% tốc độ di chuyển như hạt. Một cái lá bài thanh tẩy. Trong này chỉ có bấy nhiêu thôi. Với cái lăng mộ của ai nè. Ủa, tìm được trái tim rồi mà. Mình tìm được trái tim rồi. Tăng cái đam tấn công cận chiến sau khi mình sử dụng cái vũ khí ném.
Không hiểu gì lắm. Một nè, hai nè, ba nè, còn thiếu cái này. À đây 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 đây. Rồi load đinh các cảnh. Cái gì đây? Chuẩn bị. Thằng để không vô được luôn, chết tôi rồi. Sợ vãi. Trời ơi ông nội. Để vô chỗ nó cần cái tem giống rồi. Này những cái mê cung thiệt luôn á. Trong ở trên rồi mày mới chạy lên đi cái gương nè. Này giải sao ta? Đầu tiên là cái này. Tới cái này. Rồi tới cái này. Rồi ok. Phải bấm theo đúng thứ tự. Ủa cái này đường vô hay đường ra vậy? Hình như đường mới, đường mới.
Lần sau không hiểu gì hết. Chắc là đi qua 3 điểm, mỗi điểm đánh cái à. Đồ hả, con này bây giờ nó nát buông nó ra nè, máy đều yếu quá. Trời ơi. Đi ghê quá. Trời ơi, FPS nó gấp kìa. Này dạng như là cái điểm mà tay leo cột thôi. Kêu hàng ra bê quốc xuống đây là không có chứ cửa về luôn á. Đánh đào quá. Để mình qua solo nó. Để mình bất tử mà. Không phải này. Gì con này. Phải. Úi da. Không phải luôn. Nó đây, nó đây. Để mình sắp chết rồi. Chí mạng. Còn gì nữa không? Than, có được than. Mình không có bút máu cho nó được đâu. Cái BS nó góp khủng khiếp luôn á. Anh em coi nó có giật hay là nó xấu thì thông cảm. Chứ con máy tôi giờ tôi mù con mắt này cũng không biết sao nữa. Thank you.
Rồi, chúng ta nhận được cái bộ thẻ mới nè. Bạn nên unlock được thêm cái section mới trong cái Rocket menu để mở được cái thế giới này. Seven Cat Major gì đó. Này thang máy hả? Không, nó đình thôi. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta muốn đi qua thế giới mới thì lắp cái thẻ này vô. Đó. Không phải thẻ nào hết. Nghỉ điểm mà teleport. Rồi, ok. Bye bye anh em, có thời gian chơi này. FPS nó góp quá à. Với lại máy tôi nó yếu à, không có thể trải nghiệm con game hoàn chỉnh thì tôi cũng đành chịu thôi. Hy vọng là sau này nó tối ưu hơn, tốt hơn chút. Nãy vô hang động lên gần á, cảm giác nó còn có 40-30 FPS thôi. Rất là khó chịu luôn. Effect nó quá nhiều. Rồi ok, bye bye anh em. Coi như chúng ta hoàn thành cái phần chơi đầu tiên của con Nightingale. Thì chắc mà khi game nó hoàn thiện ra mắt thì tôi mới tiếp tục. Còn bây giờ bye bye.